Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ hôm nay là 9 giờ tối nên là mình sẽ nấu mì xúc xích ăn nha. Hiện giờ mình đang có cơn mình với mấy bạn. Đó, đang có cơn giờ. 9 giờ mấy rồi, để mình cho mấy bạn xem nha. Ai da. 9 giờ 46 tối mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đi nấu mì. Đây. Mì lộn tô chứ. Bây giờ mình lấy sẵn xúc xích kìa. Giờ mình lấy mì hoa hảo ra nha mấy bạn. Ây da. Sữa này đâu ai không biết nữa mấy bạn. Ok, bắt đầu làm khoi. Yeah. Giờ đợi mình chút. Để mình đặt camera nha mấy bạn. Mắt mình nó đau quá mọi người. Giờ mình lấy kéo. Giờ mình sẽ chấm nước sôi nha mấy bạn. Con mắt mình nó bị ngứa nha mấy bạn. Giờ mình rửa mặt rồi. Mình đang chấm nước sôi ở bên nước suối nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình cho mấy bạn xem. Ok, mấy bạn thấy chưa, mình chấm nước sôi này mấy bạn. Chấm nước sôi ơi. Giờ phần tiếp theo mình sẽ cắt mì ra. Giờ không cần chờ gì nữa. Húp. Đó. Đợi chút để mình xếp ngay ngắn. Bỏ bột nêm vô nha mấy bạn. Nè, sốt của mì nha mọi người. Rồi được rồi. Giờ mình rửa tay thôi. Giờ là cắt xúc xích. Các bạn có thấy mừng không? Cái xúc xích này là xúc xích heo cao bồi. Nước sôi luôn rồi nhưng mà hơi bị nhiều xúc xích nên là mình chỉ lựa chọn 3 vài cái xúc xích thôi mọi người. Ở đây có 4 cái vậy mình sẽ chọn 3 cái còn cái để dành nha. Mà quên, 2 cái cũng được nha. Đó, mình đang cắt ra nha. Đợi chút. Rồi tới cái miếng thứ hai. Đó.
Dạ thường hàng ngày mình cũng làm mì xúc xích. Hồi mình sẽ thử cách làm mì chấm với mắm. Trời ơi, trời ơi, có chừng gãi. Chết cha. Cái gãi rồi mọi người ơi. Bỏ vô. Trời sao đây? Ây da. Để nó rồi còn cái dính vô 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 ai thật chết vậy được rồi nhé mọi người, bây giờ mình sẽ chăm sóc đi làm bếp thôi, tối không dám ăn nhiều người. Đó, chu. Mâm dừng kho đã kèm ăn rồi. Mì xúc xích. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha mọi người. Nhưng mà xúc xích này khỏi cần bỏ ớt. Mất công thiết kế tùm lum mọi người. Đây. Nước mắm. Là xúc xích chấm nước mắm đó. Chua 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 sương sương mọi người. Và qua khiếu 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 mình là người cực kỳ thích ăn mặn mà chàng cho em mấy được rồi. Mấy miếng ớt rồi mọi người mà không hỏi mình biết ăn ớt nhưng mà giờ đêm rồi ớt làm gì. Các bạn thấy mừng mọi người. Giờ đợi nó chín cái. Xúc xích. Tối mà không ăn ớt dám ớt, dám ăn nhiều mọi người. Đợi chút nha. Đem chưa trong khi đợi mì nó chín giờ mình sẽ lấy cái nào đổ lên bàn đi. Lấy gì tạm đỡ lấy này đỡ nha. Rồi vũ nước ok, trong khi đợi mì chín thì mình sẽ cho mọi người coi kênh mình nha. Đây kênh YouTube của mình nha. Đó, mình đang coi kênh YouTube của mình nha. Nếu mọi người cảm thấy video này hay cho mình một like và một subscribe nha. Kênh của mình hiện giờ được 2.000 sub rồi. Mình nói cái là tại hay quân quân đăng video thôi. Giờ biết mày chứng cho ta để mà kiểm tra. Để lại trong nồi cơm. Ôi mì ngon chưa? Sức rồi. Đó, bây giờ để mình trộn đều nha. Đó.
mì Ông Hảo nha mọi người. Ngon ngon lắm. Ngon ngon ngon. Ok bây giờ mình sẽ thử từng cọng nha. Thử vài cọng rồi. Mở bạn. Ngon lắm. Đẹp. Ây da. Đũa trơn quá sao này trời. Rồi. Ngon quá. Ây da, cái gì? Ok, mình sẽ ăn mì luôn. Mì giờ mình nghe tin đồn là mì Ông Hảo sao sao á, nên là mình hơi sợ. Mà muốn biết đó là thật hay không nữa, không ăn nha. Nghe nói là mì Ông Hảo gây cho mấy người bệnh. Nếu mấy bạn cũng cân nhắc để được ăn mì Ông Hảo nhiều nha. Mình ít ăn mì Ông Hảo lắm, mình ăn mì đi nhất rồi. Ok. Nếu bạn nhà ăn mì Ý còn hơn ăn mì Ông Hảo. Nay gần tới Tết rồi mọi người. Mình ăn cái nhỏ trước xong mới tới cái bự nha. Cái mì á nó ngon lắm mọi người. Anh khuya khức gì đâu. Mình từ khóa ăn khuya á mọi người. Khuya khóa rồi. Mình có còn còn cá nữa. Mà ăn cái nhỏ trước xong mới tới cái lớn. Em hết được. Rồi còn cá nhỏ. Ngon.
Ngon không? Quá chị á, bà mì xào trộn với xúc xích chiên à, ngon bái cái bột chép mà không có giờ ăn đỡ. Nó ngon luôn. Có thể mang bữa luôn.